Những ai cho rằng trẻ con chỉ để ngắm nhìn chứ không phải là để cho chúng ta lắng nghe, có lẽ vì chưa bao giờ xem chương trình Chuyện Nhỏ. Tim ơi, làm cho ta mát mẻ mà khỏe mạnh. Tim đẹp thì con cũng không muốn. Dạ thưa, hàm răng của người lớn có 32 chiếc răng à. Con muốn hàm răng của con bị sâu mấy cái. Chuyện Nhỏ phát sóng hàng tuần vào lúc 7 giờ tối thứ bảy trên HTV7. Kính mời quý khán giả và các bạn hãy đón xem và cùng tham gia chương trình giải trí truyền hình Trúc Xanh để có dịp ôn lại cũng như khám phá các câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ, câu đố, tranh dân gian trong kho tàng văn học phong phú của Việt Nam. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy cùng chúng tôi tham gia cầu nối văn hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các vùng khác nhau trên thế giới. Tấm lòng tha thiết hướng về quê hương của hàng triệu kiều bào đang sinh sống và học tập từ bốn phương trời. Sinh viên Việt kiều, du học sinh với những ước mơ và hoài bão. Những tấm lòng cảm thông và chia sẻ với Việt Nam. Không được giao lưu và đầy tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới. Trong chương trình Từ bốn phương trời.